Thú linh trưởng Việt Nam nằm trong bộ linh trưởng Primates. Chúng đều là những động vật bậc cao, với trí tuệ tinh anh hàng đầu so với các loài động vật khác. Tất cả các loài linh trưởng đều có tay, chân gần giống người và cử động rất linh hoạt, giúp chúng có thể cầm nắm dễ dàng. Các chi có móng thay vì vuốt như các loài thú khác. Thú linh trưởng có hai mắt nằm trước trán hướng về phía trước, chứ không nằm hai bên như nhiều động vật. Ngày nay bộ linh trưởng được chia thành hai phân nhánh. Trong nhánh Haplohini có họ người và loài người. Trừ con người sống trên các lục địa trên trái đất, hầu hết loài linh trưởng sống trong các vùng rừng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Ngày nay, trong khi con người là một loài linh trưởng đã phát triển và lan rộng khắp hành tinh, thì vẫn còn khoảng 60% các loài linh trưởng khác đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Việc bảo tồn những sinh vật phức tạp và thông minh này có thể trở nên thách thức ở nhiều cấp. Tốc độ sinh sản của loài vượn rất chậm, sự phát triển lại kéo dài. Chính vì thế chúng rất dễ bị tuyệt chủng do nạn săn bắn tại Việt Nam vẫn đang hoành hành. Trong clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 loài vượn thuộc bộ linh trưởng có mặt tại Việt Nam. Tất cả chúng đều có tên trong sách đỏ Việt Nam và thuộc loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cao. Số 1, loài vượn đen. Vượn đen chủ yếu được tìm thấy ở Vân Nam, Trung Quốc và có phạm vi hạn chế ở miền Tây Lào và miền Bắc Việt Nam. Được các nhà khoa học đánh giá vào những năm 2000, sự phân bố của chúng là không liên tục, với các quần thể xảy ra giữa sông Đen và sông Hồng ở miền Nam Trung Quốc. Đặc điểm nhận dạng, vượn đen có thân hình thon mảnh, chân tay dài, không có đuôi. Con được trưởng thành màu đen tuyền. Một số lông trắng đơn lẻ có thể xuất hiện ở góc miệng. Con cái trưởng thành màu vàng nhạt, vàng, cam, nâu bê hoặc trắng đục. Con cái trưởng thành thường có đốm đen ở đỉnh đầu và ở dưới ngực. Vượn đen non có màu vàng nhạt. Đặc điểm sinh thái, kiếm ăn trên cây cao, thức ăn chủ yếu là lá cây, chồi non, quả cây và côn trùng, vượn đen ăn cả trứng chim và chim non trong tổ. Vượn trưởng thành bắt đầu sinh sản từ năm thứ 7 đến 8, thời gian có trở của vượn đen là 7 đến 8 tháng. Chu kỳ sinh sản của vượn đen là 2 năm một lứa, mỗi lứa đẻ một con. Khu vực sống của vượn đen là sinh cảnh rừng già trên đỉnh núi cao, thường sống trong các khu rừng nguyên sinh. Không sống trong rừng thưa, rừng che lứa, vượn sống thành từng nhóm nhỏ như một gia đình. Mỗi gia đình thường gồm một cá thể đực già, 1 đến 2 con cái và các con của chúng. Mỗi nhóm có một khu vực cư trú riêng tách biệt với các nhóm khác. Đôi khi gặp những nhóm nhỏ tách khỏi đàn để lập nhóm mới. Vượn đen hoạt động vào ban ngày và tích cực nhất vào sáng sớm và chiều tối. Vượn đen thường ngồi nghỉ trên ngọn cây vào buổi trưa và ban đêm. Sáng sớm là khi chúng đi ăn mạnh và hay phát ra tiếng hú vang động cả núi rừng. Phân bố, vượn đen phân bố ở Tây Bắc Việt Nam và các tỉnh Bắc Cạn, huyện Na Dì, Quảng Ninh, Thanh Hóa.
Vượn đen được sử dụng làm vật mẫu, là đối tượng nghiên cứu khoa học và nuôi làm cảnh trong các vườn thú nhằm giáo dục môi trường. Tình trạng. Trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng già thuộc khu vực giữa sông Hồng và sông Đà trên diện tích ước tính khoảng trên 2.000 km2. Từ năm 1975 trở lại đây, tình trạng của loài thay đổi rõ rệt. Số lượng quần thể giảm mạnh. Số lượng tiểu quần thể hiện nay khoảng dưới 5, tính đến năm 2007. Nguyên nhân biến đổi chủ yếu là nơi cư trú bị xâm hại, rừng bị chặt phá, diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp và đây là đối tượng săn bắt để lấy thịt, nấu cao, buôn bán và xuất khẩu. Vượn đen được xếp vào phân hạng loài nguy cấp, đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai gần. Biện pháp bảo vệ. Vượn đen đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành lâm nghiệp. Phụ lục 1B, Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ. Cần tiến hành tốt việc thực thi pháp luật, các quy chế, nghị định của chính phủ về công tác bảo vệ động vật hoang dã, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và các chương trình quản lý các loài động vật hoang dã nói chung và các loài bị đe dọa nói riêng. Hiện nay loài này cũng được bảo vệ trong các khu bảo tồn như Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn thuộc tỉnh Lào Cai. Ngoài ra còn một số khu rừng thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Sơn La cũng đang được bảo vệ và tiến tới thành lập khu bảo tồn để bảo vệ loài vượn quý hiếm này. Số 2, loài vựa đen má hung. Vượn đen má hung hay còn gọi là vượn đen má trắng Siki. Loài này chỉ có ở Đông Nam Á,
Chúng chủ yếu sinh sống ở Lào, Việt Nam và Nam Trung Quốc. Đặc điểm nhận dạng: vượn đen má hung có thân hình thon nhẹ, chân, tay dài. Con đực có màu đen toàn thân, hai má lông màu trắng nối nhau bằng vệt trắng dưới cằm. Con cái lông có màu vàng sẫm, lồng quanh mặt tủa ngang, đỉnh đầu màu xám hoặc tua đen. Khi vượn còn nhỏ, cả đực và cái đều có lông màu vàng nhạt. Đặc điểm sinh thái: giống như loài vượn đen tuyền, vượn đen má hung kiếm ăn trên cây cao. Thức ăn là quả, hạt, lá, chồi cây, côn trùng, trứng chim, chim non trong tổ. Sinh sản của phân loài này cũng tương tự như của phân loài vượn đen má trắng. Tuổi trưởng thành vào lúc 8 đến 9 tuổi. Thời gian có chừa từ 7 đến 8 tháng. Mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa đẻ một con. Vượn đen má hung sống trong rừng già, trên đỉnh núi cao, thường là núi đá. Sống thành từng đàn từ 3 đến 7 con như một gia đình. Hoạt động kiếm ăn ban ngày thường vào buổi sáng và chiều, di chuyển nhẹ nhàng, nhanh nhẹn trên cây, ít khi xuống mặt đất. Phân bố: vượn đen má hung phân bố tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thế giới: phân bố tại Lào. Giá trị: vượn đen dùng làm thuốc, làm vật mẫu, đối tượng nghiên cứu khoa học, nuôi làm cảnh tại các vườn thú để giáo dục môi trường. Tình trạng: trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng già thuộc các tỉnh miền Trung Việt Nam, diện tích ước tính khoảng trên 5.000 km2. Từ năm 1975 trở lại đây, tình trạng của loài thay đổi rõ rệt. Số lượng quần thể giảm mạnh, số lượng tiểu quần thể hiện nay là khoảng dưới 5. Nguyên nhân biến đổi là nơi cư trú bị xâm hại, rừng bị chặt phá, diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp và đây là đối tượng săn bắt để nấu cao, buôn bán và xuất khẩu. Phân hạng: vượn đen má hung đã được xếp vào danh mục loài nguy cấp, sẽ bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên trong một tương lai gần. Biện pháp bảo vệ: loài vượn đen má hung đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành lâm nghiệp, nằm trong phụ lục 1B, nghị định 32 năm 2006 NDCP, ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ. Cần tiến hành tốt việc thực thi pháp luật, các quy chế, nghị định của Chính phủ về công tác bảo vệ động vật hoang dã, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và các chương trình quản lý các loài động vật hoang dã nói chung và các loài bị đe dọa nói riêng. Hiện nay loài này cũng được bảo vệ trong các khu bảo tồn như khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang có địa chỉ tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Khe Nét, Quảng Bình, Đắc Rông Quảng Trị, Phong Điền và Vườn Quốc gia Bạch Mã Thừa Thiên Huế.
Ngoài ra còn một số khu rừng thuộc các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đang được bảo vệ và tiến tới thành lập khu bảo tồn để bảo vệ loài vượn quý hiếm này. Số 3. Loài vượn đen ma trắng. Vượn đen má trắng là loài vượn bản địa của Việt Nam và Lào. Loài này có quan hệ họ hàng gần gũi với loài vượn đen má hung. Các con cái của hai loài này hầu như không phân biệt với nhau. Một quần thể 455 con vượn đen má trắng gồm nhiều đàn nhỏ đã được phát hiện năm 2011 tại vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, gần biên giới với Lào. Quần thể này nằm cách xa khu dân cư và chiếm 2/3 số lượng vượn đen má trắng tại Việt Nam. Tính đến năm 2011, số lượng vượn má trắng đã giảm hơn 80% trong 45 năm. Đặc điểm nhận dạng, giống như loài vượn đen má trắng Siki. Vượn đen má trắng có thân hình thon nhẹ, chân, tay dài. Con đực có màu đen toàn thân, hai má có lông màu trắng nối nhau bằng vệt trắng dưới cằm. Con cái lông màu vàng sẫm, lồng quanh mặt tủa ngang, đỉnh đầu màu xám hoặc tua đen. Vượn con cả đực và cái đều có lông màu vàng nhạt. Đặc điểm sinh thái, vượn đen má trắng kiếm ăn trên cây cao. Thức ăn là quả, hạt, lá, chồi cây, côn trùng, trứng chim, chim non trong tổ. Trưởng thành và sinh sản vào lúc 8 đến 9 năm tuổi. Thời gian có trở 7 đến 8 tháng, mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa đẻ một con. Sống trong những cánh rừng già trên đỉnh núi cao, thường là núi đá. Sống thành từng đàn từ 3 đến 7 con như một gia đình. Hoạt động kiếm ăn ban ngày vào buổi sáng và chiều, di chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn trên cây, ít khi xuống mặt đất. Vượn đen má trắng phân bố tại các tỉnh Lai Châu, Mường Tè, Sơn La Mường La, Sông Mã, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hồi Xuân, vườn quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An. Thế giới, phân bố tại Lào. Giá trị, vượn đen má trắng là đối tượng nghiên cứu khoa học, dùng để nuôi làm cảnh trong các công viên, vườn thú. Tình trạng, trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng già thuộc các tỉnh phía Tây Bắc Việt Nam, diện tích ước tính khoảng trên 5.000 km2. Từ năm 1975 trở lại đây, tình trạng của loài thay đổi rõ rệt. Số lượng quần thể giảm mạnh. Nguyên nhân biến đổi do nơi cư trú bị xâm hại, rừng bị chặt phá, diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp và đây là đối tượng săn bắt để nấu cao, buôn bán và xuất khẩu. Biện pháp bảo vệ. Vượn đen má trắng đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành lâm nghiệp. Nằm trong phụ lục 1B, Nghị định 482002, ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ. Cần tiến hành tốt việc thực thi pháp luật, các quy chế, nghị định của Chính phủ về công tác bảo vệ động vật hoang dã, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và các chương trình quản lý các loài động vật hoang dã nói chung và các loài bị đe dọa nói riêng. Hiện nay loài này cũng được bảo vệ trong các khu bảo tồn như khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Lai Châu, Xuân Liên Thanh Hóa, vườn quốc gia Bến En Thanh Hóa. Số 4. Loài vượn đen má vàng. Loài vượn đen má vàng là loài linh trưởng quý hiếm chỉ có ở Đông Dương, tại Việt Nam phân bố ở khu vực phía Nam.
trên thế giới phân bố ở Campuchia và có thể ở Nam Lào. Đặc điểm nhận dạng: vượn đen má vàng có bộ lông dày và mềm. Con đực có màu đen, trên hai má có hai đám lông màu vàng nhạt. Trên đỉnh đầu có đám lông dựng đứng như cái mào. Trọng lượng thường từ 6 đến 10 kg. Đám lông trước ngực màu nâu, không phải màu đen. Chân tay dài không có đuôi. Con cái có màu lông không phải màu đen. Lưng và đùi có màu vàng nhạt. Có một túm lông màu thẫm thẳng đứng trên đỉnh đầu. Lông ở ngực màu xám. Lông quanh mặt thường màu vàng. Đặc điểm sinh thái: giống như một số loài vượn, vượn đen má vàng kiếm ăn trên cây cao. Thức ăn là lá cây, chồi non, quả cây và côn trùng, trứng chim, chim non trong tổ. Trưởng thành và bắt đầu sinh sản vào năm thứ 7 đến 8. Thời gian có chừa 7 đến 8 tháng. 2 năm đẻ một lứa, mỗi lứa đẻ một con. Vượn đen thường sống trong sinh cảnh rừng già trên đỉnh núi cao. Thường sống trong các khu rừng già, rậm. Không sống trong rừng thưa, rừng che lứa. Vượn sống thành từng nhóm nhỏ như một gia đình, gồm một bịch già và một đến hai con cái và các con của chúng. Mỗi nhóm có một khu vực cư trú riêng tách biệt với các nhóm khác. Đôi khi gặp những nhóm nhỏ tách khỏi đàn để lập nhóm mới, hoạt động vào ban ngày và tích cực nhất vào sáng sớm và chiều tối. Phân bố: trong nước phân bố tại các tỉnh sông Thanh Quảng Nam, bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, Con Ca Kinh, Con Tra Răng, Treo Reo Gia Lai, Sa Thầy, Ngọc Linh Con Tum, Bảo Lộc Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên, thế giới Campuchia và có thể ở Nam Lào. Giá trị: làm vật mẫu, là đối tượng nghiên cứu khoa học, nuôi làm cảnh tại các vườn thú nhằm giáo dục môi trường. Tình trạng: trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng già thuộc các tỉnh phía Nam từ Quảng Nam đến Đà Nẵng trở vào, diện tích ước tính khoảng trên 10.000 km2. Từ năm 1975 trở lại đây, tình trạng của loài thay đổi rõ rệt. Số lượng quần thể giảm mạnh. Nguyên nhân biến đổi là nơi cư trú bị xâm hại, rừng bị chặt phá, diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp và đây là đối tượng săn bắt để nấu cao, buôn bán và xuất khẩu. Phân hạng: vượn đen má vàng được xếp vào phân hạng loài nguy cấp, chúng đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai gần. Biện pháp bảo vệ: vượn đen má vàng đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành lâm nghiệp, là loài nằm trong phụ lục 1B nghị định 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ. Cần tiến hành tốt việc thực thi pháp luật, các quy chế, nghị định của Chính phủ về công tác bảo vệ động vật hoang dã, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và các chương trình quản lý các loài động vật hoang dã nói chung và các loài bị đe dọa nói riêng. Hiện nay loài này cũng được bảo vệ trong các khu bảo tồn như Vườn Quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế, khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Dây Con Tum, Con Hà Nừng Gia Lai, EA So Đắk Lắk, Cao Nguyên Đà Lạt, Vườn Quốc gia Dốc Giòn Đắk Lắk, Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Ngoài ra còn một số khu rừng thuộc các tỉnh ở Tây Nguyên cũng đang được bảo vệ và tiến tới thành lập khu bảo tồn để bảo vệ loài vượn quý hiếm này.